Như Trường Thua xin có lời chào đến tất cả quý du khách, quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Vòng Quanh Việt Nam của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Du lịch Trường Thuận. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về nghi thức văn hóa truyền thống rất đáng quý đang được bảo tồn và phát huy trong lễ hội làng quê Việt Nam. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta biết rằng là lễ hội là một cái sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng. Và trong lễ hội thì gồm có hai phần, phần lễ và phần hội. Về phần lễ thì chúng tôi biết rằng là đó là một hệ thống các hoạt động nhằm thể hiện sự tôn kính của con người đối với thần linh, và thông qua đó thì phản ánh những ước mơ chính đáng của con người. Còn về phần hội thì đó là sinh hoạt văn hóa, tôn giáo và nghệ thuật cộng đồng, mang cái tính chất và hình thức biểu hiện cùng với sắc thái riêng của mỗi địa phương, mỗi vùng miền các bạn. Và theo thống kê của ngành du lịch nước ta thì hiện có khoảng trên 7.000 lễ hội. Riêng ở Thái Bình quê hương chúng tôi thì có hàng trăm lễ hội truyền thống, bởi vì Thái Bình là một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi mà có cái kho tàng văn hóa truyền thống vô cùng phong phú, mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Bởi vì Thái Bình là quê hương của nghệ thuật hát chèo này, của múa rối nước và rất nhiều những cái loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc khác. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm nay thì làng vườn Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi đây là một làng quê nằm ven dải sông Hồng và là cái vùng tiếp giáp giữa hai tỉnh Thái Bình và Nam Định, thì cũng tổ chức các hoạt động lễ hội. Đây là một cái lễ hội mà được phục dựng trong khoảng 10 năm trở lại đây các bạn. Điều đó thì nó có mang một cái ý nghĩa rất là to lớn trong cái cộng đồng làng xã, và có sức hấp dẫn thu hút rất nhiều tầng lớp nhân dân. Và cái điều đó thì ngày càng trở thành một cái nhu cầu chính đáng của người dân làng vườn du lịch sinh thái. Ở lễ hội làng Thuận Vi thì đó là một cái sự kiện lớn được dân làng tổ chức chuẩn bị từ nhiều tháng trước, từ chính quyền địa phương đến các ban ngành đoàn thể, ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa trong làng, cùng các dòng họ và quần chúng nhân dân cùng chung tay góp sức để tạo nên một cái sự thành công của lễ hội. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, một nét độc đáo, một nghi thức văn hóa truyền thống tại lễ hội làng vườn Bách Thuận đó chính là nghi thức rước lễ và đón ông chủ bái từ tư gia lên đình làng để làm lễ cúng thành hoàng. Theo cái tục lệ từ xa xưa đấy, thì cứ khoảng từ 3 đến 5 năm thì làng sẽ tổ chức lễ hội một lần. Mỗi một lần tổ chức lễ hội thì làng sẽ cử ra một người làm chủ bái, và cái người chủ bái thì yêu cầu phải thuộc vào hàng bô lão, một người có đức độ này, gia đình an khang thịnh vượng, và đồng thời là người có uy tín trong dòng họ, trong cộng đồng làng xã và được mọi người kính trọng. Ở trước ngày khai hội thì phần nghi lễ sẽ được chuẩn bị rất là cẩn thận. Nhiều lễ vật gồm các lễ vật như là lợn quay cả con này, xôi gà oản quả, bánh trái, hương hoa quả, hương lễ, và rất là thịnh soạn để chuẩn bị lên đình làm lễ cúng thành hoàng. Chuẩn bị đến giờ khai mạc lễ hội thì ông chủ bái sẽ được con cháu trong gia đình và các bộ phận phục vụ lễ hội cùng với dân làng đón rước một cách rất là trịnh trọng để gia đình làm lễ. Trong đoàn rước thì sẽ có đoàn cầm cờ, tàn lọng này, rồi là dàn bát âm chiêng trống thực hiện các bản nhạc lưu thủy, những bản nhạc rước lễ, một cái khung cảnh rất là tuyệt vời và mang cái âm hưởng sắc thái của làng quê Việt Nam. Thưa quý vị anh chị các bạn, khi mà đến giờ khai mạc lễ hội đấy, trong cái lễ mà để rước lên đình ấy, thì các vật cúng lễ sẽ được đặt trang trọng ở đình làng và để bái yết thành hoàng. Và sau mấy hồi trống thì các vị chức sắc tôn giáo trong làng cùng ông thủ từ này, ông chủ bái này, cùng đoàn rước sẽ đến bãi lễ thành hoàng và các chân linh các vị thủy tổ hiện được thờ trong đình. Sau đó thì các pháp sư sẽ làm lễ trình chư vị thần linh thổ địa, khẩn mời các vị thánh thần giáng đàn để tiến hành vào lễ rước. Khi bà con nhân dân tập trung đầy đủ ở khu vực sân đình làng thì ông thủ từ của đình làng sẽ hô hiệu lệnh khởi kiệu, và lúc đó thì các đoàn kiệu như tại lễ hội làng Thuận Vi thì có đến 5 cỗ kiệu cùng tham gia tiến hành lễ rước, gồm có kiệu võng này, kiệu song hành, kiệu long đình, kiệu bát cống, sẽ cùng tổ chức đồng hành và bắt đầu lễ rước kiệu.
Thì về phần lễ rước kiệu thì có lễ rước nước và rước đến các di tích lịch sử ở trong làng cùng các ngôi từ đường của các dòng họ ở trong làng xã. Không khí rất là đông vui và tấp nập.
Vâng, kính thưa tất cả quý vị, anh chị và các bạn, các lễ hội truyền thống đã được thực sự là phát huy giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng, và điều đó hướng tới cái mục tiêu hướng thiện cho mỗi con người. Thông qua đó thì cũng khôi phục và giữ gìn bản sắc văn hóa và các nghi thức truyền thống của dân tộc ta, và trao truyền văn hóa giữa các thế hệ tiếp nối tới con cháu đời sau. Và thông qua mỗi lễ hội như thế này thì chúng ta cảm nhận đó là một cái hình ảnh rất là chân quý, hội tụ những cái phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam, giúp mỗi người chúng ta luôn luôn nhớ về nguồn cội, nhớ về quê hương, và cùng chung tay nhằm tạo dựng cuộc sống an lành và an vui. Chúng ta đến với mỗi lễ hội của mỗi miền quê thì là một dịp chúng ta tôn kính các vị tiền nhân đã có công xây dựng đất nước, quê hương, và thông qua đó thì cũng là nâng cao ý thức bảo vệ các di tích lịch sử, và thông qua đó thì càng thêm yêu vẻ đẹp cảnh sắc, văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán của con người Việt Nam ngàn đời văn hiến. Và kính thưa tất cả quý vị, anh chị, các bạn, như trường tour cùng với anh em du lịch Trường Thuận vừa truyền tải một số cái thông tin hình ảnh và giới thiệu đến quý vị, anh chị, các bạn về một nghi thức văn hóa truyền thống trong lễ hội làng quê Việt Nam, đó là rước lễ và đón chủ bái tại lễ hội làng Thuận Vi, cũng như một số cái lễ hội đặc trưng khác của lễ hội làng quê Việt Nam. Và đến giờ này thì chúng tôi xin tạm dừng video này ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị vào chương trình lần sau.